Em Ly xin kính chào toàn thể quý khách hàng nhé các bác ơi. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 đúng không? Hoan hỉ, em cũng có đăng lên status rồi là ngày hôm nay bác nào bớt 50 triệu ở trên live, em Ly sẽ chốt cọc và bán cho mọi người một cái giá rẻ hợp lý nhá. Các bác vào xem live thì hãy thả tin thả like để view giúp em Ly nhá. Thời tiết thì vừa nóng vừa lạnh đấy, nên là và cái nhu cầu mua xe bây giờ thì đang rất là nhiều. Hiện tại thì em Ly cũng đã chợ nhá. Hiện tại bây giờ chợ thì đang vãn dần rồi. Em Ly đang cần nhu cầu mua xe này và có nhu cầu bán xe rất nhiều luôn. Các bác mà có người nhà người thân mà cần mua hay bán thì hãy liên hệ cho em Ly nhá. Em Ly sẽ ghim cái số điện thoại của mình lên đây để cho các bác có thể tiện liên hệ này. 0866 được không ạ? 0866 558 622. Đấy, các bác hãy liên hệ cho em đi theo số hotline này nhá. Đấy, tư vấn đúng không ạ? Hỗ trợ tư vấn cho các bác 24/7 luôn. Ngày hôm nay hoan hỉ nhá. Thì em đi cũng đã chốt được một chiếc xe Kia Morning màu vàng bơ mà ngay buổi tối hôm qua em đi lên livestream đó, màu vàng bơ. Ngay buổi tối hôm qua em đi lên livestream thì anh Vinh đấy, người Đắk Lắk đã diện ưng chiếc xe và chốt cọc rồi, thì em đi sẽ cho đi rút hồ sơ và một hai nữa thì lại giao cho anh Vinh nhá. Đấy các bác nhá. Thực sự luôn, cái khoảng thời gian này thì em Ly đã được rất nhiều các bác ở khu vực miền trong ủng hộ. Như hôm trước thì em Ly lại còn chốt được một chiếc xe Grandit nữa về cho bác chủ ở Bình Phước đó. Và hôm qua thì em Ly lại chốt được một chiếc i10 sedan hai đầu cho anh chị chủ ở quê hương Hải ở Nam Định đấy, nhưng mà lại làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Đấy, cho nên là ngay buổi sáng chiều hôm nay thì em Ly đã ship vào trong đấy rồi. Nên là các bác ở trong khu vực miền trong cứ yên tâm nhá. Em Ly có hỗ trợ ship, đúng không ạ? Em Ly có hỗ trợ ship toàn quốc. Đấy, nên là các bác ở trong đấy là chỉ việc nhận được xe thôi. Còn mọi thủ tục thì em Ly sẽ hỗ trợ và làm cho các bác yên tâm, đúng không ạ? Mọi người ơi, mọi người vào xem like thì hãy thả tim thả like lên và chia sẻ nhá. Mỗi một bác thôi, đúng không ạ? Đã yêu mến em đi rồi và đã hay thường xuyên xem em đi livestream rồi thì hãy chia sẻ lên cho em đi lên trang cá nhân và hội nhóm nhá. Vài lần thôi, đúng không ạ? Mỗi một bác tầm 3 đến 4 lần thôi là cái lượt view của em đi đã tăng lên rất nhiều rồi. Và hiện tại hôm nay thì đang gọi là đơn thương độc mã, lại bắt đầu tự một mình làm này. Nên là các bác vào hãy ủng hộ em đi nhá. Đấy, 7 giờ 0 giờ livestream chính rồi. Hôm nay thì em đi lại live muộn hơn nửa tiếng. Live muộn hơn nửa tiếng nên là các bác vào xem live thì thả tim mạnh lên và ủng hộ em đi nhá. Em sẽ chia sẻ một chút. Đúng không ạ? Để chờ các bác vào sớm này, vào live này, đông đông em sẽ bắt đầu livestream và sẽ nhân cơ hội đấy chia sẻ một chút xíu nhá. Em chào bác Minh Đoàn nhá. Anh Minh Đoàn ơi, em chào anh nhá. Mọi người ơi, vào chia sẻ giúp em đi nhá. Em đi chạy vào lấy cái điện thoại đúng không ạ? Mọi người vào xem live đẩy view lên giúp em đi. Và hãy ở trong live xem live, xem những cái diện chiếc xe, biết đâu mình có thể tìm được một dòng xe ưng ý nhá. Chờ em đi một chút xíu nhá. Em đi chạy lấy cái điện thoại. Ok không ạ? Rồi, em Ly đã quay trở lại đây. Các bác vào xem like hãy gì ạ? Thả tim thả like lên mạnh lên mọi người ơi. Thả tim thả like mạnh lên ủng hộ em Ly nào, được không ạ? Rất nhiều cái dòng xe mà phục vụ mọi người luôn với tầm tiền từ 58 triệu đổ xuống nhá. Từ 58 triệu thôi là em Ly có thể hỗ trợ cho các bác rồi. Nên là mọi người đang cần tìm, đang muốn mua những dòng xe nào thì cứ vào comment mạnh lên em sẽ tư vấn, đúng không ạ? Đấy, đẩy view lên cho mi 20 mắt like đi nào. Đẩy view bắt đầu lên 20 mắt like là sẽ livestream luôn, đúng không ạ? Lên 20 mắt like là sẽ bắt đầu livestream luôn. Lên là các bác ơi, đẩy view mạnh lên cho mi nào. Đấy, vừa mới nói thôi mà đã thấy hụt hơi rồi thì sẽ phải giữ sức. Đấy, em đi sẽ giữ sức, chờ. Các nhá, đẩy view mạnh lên nào. Đẩy view mạnh lên cho mi nào các bác ơi. Đừng để tụt view yếu lắm nha, đúng không ạ? Ok, mình sẽ đi đi ra đây nhá. Mình sẽ bắt đầu livestream luôn. Đấy, 20 lượt mà khó quá đây này. Em đi còn phải gì ạ? Cầm cả nước đi nữa. Đấy, cầm cả nước đi để hỗ trợ trong quá trình live có nước tiếp thì bắt đầu mới livestream được các bác nhá. Ngày hôm nay thì em đi cũng lại về thêm được rất nhiều mẫu xe các bác ạ. Em đi về thêm được cả Ceric. Đấy, một mẫu xe mà giá vừa tiền thôi, giá vừa phải thôi.
Và còn về thêm rất nhiều mẫu xe nữa. Các bác vào xem like đẩy view mạnh cho em đi nào. Đây, đi ra đây. Em xin chào bác Lê Hải nha. Trời ơi, chào vợ yêu ạ, chết dở đấy. Bác Lê Hải mà có vợ rồi mà nhắn tin được câu đấy là em sợ lắm. Em sợ lắm nha. Đẩy view, đẩy like mạnh lên cho em đi nào các bác ơi. Đẩy view, đẩy like mạnh lên cho em đi nào, được không ạ? Mỗi một bác hãy thầy dành những lượt chia sẻ lên, những lượt like để ủng hộ em đi nhá. Sẽ vào like luôn này. Thả tim, thả like, đẩy view mạnh lên nhá. Nhà em đi đợt này đang về một mẫu xe CX cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Em nghĩ rằng bác nào đang thích cái dòng xe số tự động nhập khẩu và dòng xe sedan với tầm tiền hơn 200 triệu thôi thì em chắc chắn rằng chiếc này sẽ chốt ngày hôm nay. Các nhá, chờ em đi chút xíu lại lấy nước, uống nước đã. Bắt đầu là vào livestream chiến luôn, ok không ạ? Ok, bắt đầu livestream nha mọi người ơi. Đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đẩy view mạnh lên, quay ngay siêu phẩm luôn. Đấy, bây giờ là quay ngay siêu phẩm luôn. Đấy, các bác mà có quan tâm và đang cần tìm mua mẫu nào thì cứ vào iBook nhá. Đây, không để mọi người phải chờ lâu nữa, quay luôn siêu phẩm nha em đi. Em CX đời 2009 phiên bản số tự động nhập khẩu nguyên chiếc này. Em này bác chủ đã độ lên bộ đèn bi xe lông xuất sắc luôn, đúng không ạ? Riêng bộ đèn bi này đã rơi vào 5 triệu rưỡi này. Biển 34 nhá. Xe có nút sơn màu xám đá cực kỳ là đẹp luôn. La răng đúc đẹp. Đấy, lốp lắp mới. Chiếc CX đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc này, các bác nhìn này. Nhìn nội thất bên trong có mê không ạ? Đây, bác chủ phải nói là yêu xe nhá, nên mới độ được cái nhiều cái đồ chơi như này. Ghế da đẹp xịn sò này. Trần này, có nhìn này. Trần, ghế và tắp ly tắp lô là nó theo một người diện tổng thể thống nhất luôn. Bác chủ lên hết luôn, vài chục triệu đồng luôn này. Màn hình cảm ứng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ. Em này thì có sưởi ghế này và có trang bị 6 túi khí các bác nhá. Denon Startup xịn sò. Một chiếc xe CX đời 2009 em đi đang chào bán với mức giá 245 triệu đồng. Đấy các bác nhìn này. Như thế này gọi là mê không ạ? Như thế này có được gọi là mê không ạ? Thảm 5D xịn sò này. Đấy, ghế da chất lừ luôn. Tổng thể lên, lại còn độ full đồ chơi rồi. Lên cam hành trình, cam lùi, đèn bi led. Và bên dưới còn có cả cánh gió cơ. Quá chất. Đấy bác nào nhá mà đang quan tâm thì cứ vào comment đấy nhá. Em cảm ơn bác Lê Hải nhá. Em xin chào bác Hà Đỗ này. Có Cadillac ạ? Cadillac thì em đi không nhá bác nhá. Cadillac thì em đi không còn. Đây, ngay siêu phẩm xịn sò thì có siêu phẩm Morning số tự động này. 2009 phiên bản số tự động nhập khẩu nguyên chiếc, lên form mới rồi, đèn tròn, biển Hà Nội đẹp luôn. Biển Hà Nội nha, màu lông chuột. Em này thì bốn quả lốp mới, là răng đúc đẹp, xinh nhan trên gương. Và 2009 thì như em này thì đã lên cần số zig zag rồi các bác nhá. Lên cần số zig zag rồi, ghế da hai màu, trần nỉ zin, vô lăng ba chấu, các bác nhìn này đẹp không ạ? Em này cũng khá là cứng xe, chất. Đúng không ạ? Bác chủ cũng lên hết táp lô này, lên hết ghế và táp ly theo xe rồi. Trần cũng vậy. Xe nhìn vào bên trong cực kỳ là sáng. 218 triệu nhá. 218 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Kia Morning 2009. Nào, đẩy view, đẩy like mạnh lên cho em đi nhá. Các bác đang quan tâm tìm mua những cái mẫu nào thì cứ vào comment nhá. Chia sẻ mạnh lên giúp em đi nào. Chia sẻ mạnh lên giúp em đi nhá. Fiesta các bác ơi. Một mẫu xe form dáng đẹp. Đấy, form dáng hatchback nhìn bao mê luôn. Là răng đúc, làm chấu kép, bốn cỏ lốp như mới. Bố thắng này còn sơn đỏ cơ. Chiếc Fiesta này được sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động, động cơ 1.6 nhá. Em này động cơ 1.6 này. Đây, ghế này, các bạn nhìn này. Ghế da đẹp luôn. Sàn 5D, em này là sàn 5D. Chân nỉ, đầu đài màn hình, đúng không ạ? Đầu đài màn hình luôn. Đấy, có cả đầu đài CD này, có tích hợp bản đồ định vị rồi đài các bác nhá. Ghế da đẹp, một mẫu xe Fiesta dòng xe Ford để các bác biết rồi. Đầm chắc đi, nhìn form dáng thì bao mê. Và xe thì cứng cáp, chất lượng. Với mức giá 285 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Fiesta các bác nhá. Bác nào đang quan tâm và đang tìm mua những cái mẫu nào thì cứ vào comment nhá, em đi sẽ tư vấn cho các bác nhá. Bác Lê Hải, bác Minh Đoàn này, bác Hà Đỗ ơi, S600 này em đi không có nhá. Dòng xe hạng sang như Mercedes hay là gì nhé, em ít lắm. Nhà em chỉ có hai siêu phẩm Mercedes 250 đời 2009 và 2010 màu xám đá nha anh nhá. Đấy, còn không thì bác nào thích những dòng tầm tiền gần 400 triệu này
thì nhà em đang có một siêu phẩm Kia Rio đời 2016 nha. Em này là bản số tự động nhập khẩu nguyên chiếc, một mẫu xe sedan các bác ạ. Em này dòng này và cái giai đoạn này thì chạy dịch vụ cực kỳ là ổn áp các bác ạ. Chạy dịch vụ cực kỳ là ổn áp đối với dòng Rio, vì sao? Chấm thấp, form dáng đẹp, lại còn dòng xe nhập khẩu nữa. Em này biển 14 nhá, máy zin đét luôn, máy zin, đúng không ạ? La răng đúc đẹp, 4 của lốp mới. Em này thì bác chủ lên một bộ ghế da bao chất luôn các bác ạ. Đây, lên một bộ ghế da có cốc thông hơi, nhìn đã bao mê rồi. Sàn 5D nhá, sàn 5D, vô lăng 3 chấu, lên màn hình cảm ứng rồi, cam lùi, táp ly táp lô đẹp, chân còn bọc nguyên ni lông. 395 triệu đồng. Đấy, 395 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Rio nhập khẩu nguyên chiếc sedan đời 2015. Em xin chào bác Mai Thức nha, em cảm ơn bác nhé. Bác Mai Thức ơi, chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm cho em đi nhá. Anh Nguyễn Cường ơi, thực ra là nếu mà bác nào đã từng mua xe hay là từng tìm hiểu về xe rồi thì chắc chắn là những cái dòng xe 2 chỗ này hay 5 chỗ nhá là dòng xe 100% máy xăng rồi. Nên là đừng hỏi em đi là máy xăng hay máy dầu, trừ khi là dòng xe 7 chỗ các bác nhé. 7 chỗ thì sẽ có máy dầu, tùy loại phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu. Còn đã 5 chỗ rồi thì 100% đều là chạy bằng xăng. Nên là các bác đừng hỏi em đi như thế nhá. Bác Nguyễn Cường nhá, đẩy view lên cho em đi nào. Đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đây, CEO rồi thì bây giờ lại có thêm một siêu phẩm có đuôi đẹp nữa này các bác ơi. 2016 nhá, hiện tại Cruise bây giờ nhà em đi đang có rất nhiều luôn. Một dòng xe mà gì ạ, chất lừ luôn, form dáng đẹp, giá cực kỳ là rẻ. Thực sự, một mẫu xe sedan đời 2011-2012 mà chỉ có hơn 200 triệu thôi thì rất hiếm luôn mua được cái dòng xe nào mà chất lượng và đẹp như này thì nhà em đi đang có đây. Chiếc Cruise là đời 2016 nha, đấy. 2016, một gì ạ, zin đét luôn, bác nhá. Zin đét luôn, màu vàng gold, là răng đúc đẹp, lốp láp mới. Em này thì là lên form mới rồi, 2016 thì có trang bị form mới rồi, có lên form mới rồi. Và có trang bị cụm phanh hai bên trong bọc cứng 4 bánh nhá. Đời 2015 lên form mới, cuối 2015 là lên form mới thì bắt đầu có trang bị cụm phanh hai bên trong bọc cứng. Còn từ 2015 cuối đầu 2015 trở xuống là không có trang bị đâu nhá. Em này có sinh nhan trên gương rồi. Bác chủ cũng lên full đồ chơi rồi, màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Dòng xe mà dành thích hợp với lại rất nhiều cái lứa tuổi này, có nhìn này, từ cái form dáng cho đến nội thất bên trong, ghế da đẹp, chân nỉ zin. Đấy, ốt đồ chạy chuẩn 5.4, đúng không ạ? Ốt đồ chạy chuẩn của em này là 5.4, màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ nhá, điều hòa auto. Đấy, xe các bác nhìn này, táp ly táp lô đẹp luôn, zin đét luôn. Đấy nhá, có thể mang đi check hãng thoải mái. Đấy, xe cũ nhưng mà em đi vẫn đảm bảo, vẫn gì ạ, cam kết cho các bác để các bác có thể mang ra hãng check cho nó được yên tâm các bác nhá. 335 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Cruise. Ok, anh Trương Nguyễn ơi, em chào anh nhá. Đẩy view đẩy like mạnh lên cho em đi nào. Đẩy view đẩy like mạnh lên cho em đi nhá. Trời ơi, i10 sedan nhà em đi này các bác ơi, một mẫu xe mà phải nói là dòng xe quốc dân đây rồi. Một chiếc xe i10 đời 2016 bản đủ nha. Em này một chủ sử dụng luôn các bác ạ. Một chủ sử dụng từ mới, màu đen. Đấy, và đối với dòng xe i10 nhá thì rất hiếm các bác ạ. Rất hiếm ở trên thị trường nhìn thấy i10 màu đen, chủ yếu là màu trắng và màu bạc, đúng không? Bác nào mà đã từng xem xe hay là hay tham khảo về xe thì có thể hiểu và biết này. 2016 bản đủ sedan. Đấy, trang bị xi nhan trên gương này, có trang bị đèn ổ start stop xịn sò và có trang bị túi khí và la răng đúc theo xe. Em này là một chủ sử dụng các bác nhá. Một chủ sử dụng từ mới. Máy số zin luôn, ốp gương, tay nắm cửa ốp hết rồi. Ghế da hai màu, thảm trải đầy đủ. Đây, lên màn hình cảm ứng cỡ nhỏ. Có tích hợp bản đồ định vị này, để con nhìn nhá, táp ly táp lô đẹp luôn. Trần còn bọc nguyên ni lông. Với mức giá 295 triệu thôi. 295 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm i10 sedan. Ok, anh Nguyễn Cường nhá, anh Nguyễn Cường ơi, chia sẻ mạnh lên cho em đi nhá. Hãy dành 1-2 giây chia sẻ lên cho em đi, lên trang cá nhân và hội nhóm nào, đúng không ạ? Yêu mến em đi rồi và đã ủng hộ em đi rồi thì chia sẻ nhiều lên các bác nhá. Đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đẩy view lên cho em đi 100 mắt like hôm nay nhá. Đây, tiếp theo Avel cho bác nào đang muốn một dòng xe sedan này, một mẫu xe giá hơn 100 triệu đây. Một chiếc Avel đời 2012, la răng đúc, lốp lá còn khá là dày luôn. Em này đang kiểm dài tháng 10/2023. Một mẫu xe số sàn này. Và cái dòng này thì bây giờ cũng đang rất nhiều bác muốn mua về để chạy dịch vụ nhá. Vì sao ạ?
giá thành thấp hơn Vios nhiều các bác nhé. Và xe thì cũng rất nhiều đồ hay. Đây này, lên màn hình cảm ứng này, ghế da xịn sò, trần nỉ zin. Đấy, một mức giá là bao nhiêu ạ? 165 triệu thôi. 165 triệu đồng em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Avel số sàn các bác nhá. Đẩy view, đẩy like mạnh lên cho em đi này các bác. Đẩy view, đẩy like mạnh lên nhá. Màu bạc đẹp. Đây, trời ơi, Avante. Giai đoạn này nhà em đi đang bắt Avante rất nhiều luôn các bác ạ. Vì sao ạ? Form dáng đẹp, xe đi đầm chắc luôn. Và em này nhá, em đi có từng chạy rồi và có trải nghiệm rồi. Thì đi xe rất là phê. So với Vios thì em nó gì ạ? Vios thì em nó không địch được các bác ạ. Đối với cái dòng xe Avante này. Đấy nhá. Và Avante thì nó được mệnh danh là một dòng xe của Việt Nam các bác nhá. Duy nhất tại thị trường Việt Nam mới có thôi. Ngành Hyundai ASEAN đã dành một phần quà. Nói chung là gọi là một phần quà để dành cho thị trường Việt Nam là chính là cái sản phẩm gì ạ? Avante đây nhá. 2013. Em này là 2013 này. Số tự động. Đấy. La răng 5 chấu, phanh hai bên chống bó cứng đầy đủ, 4 con lốp mới, xinh nha trên gương. Xe thì đã form dáng đẹp rồi, đi cực kỳ đầm và chắc nhá. Vít nhẹ ga thôi mà dính lưng các bác ạ. Đấy, ghế da hai màu, trần này. Trần nỉ và có trang bị cả cửa sổ trời luôn. Vô lăng 3 chấu túi khí đây có nhìn này. Màn hình OLED, điều hòa auto, củ số zig zag. Đấy. Tắp đi tắp lô đẹp, mẫu này mà các bác mua về thay thế Vios thì quá phê. Vì sao ạ? Cái dòng Vios thì nó là một dòng xe quốc dân rồi. Và nó là ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam rồi các bác ạ. Đấy, nên là khi là muốn mua xe là phải mua Vios đúng không? Nhưng mà bây giờ thì nó quá nhầm rồi đúng không ạ? Vios đời mới thì cái thân vỏ nó cực kỳ là mỏng. Nó không được dày, nó không được chắc chắn như ngày xưa. Nên là các bác có thể rất nhiều dòng xe để lựa chọn nhá. Chiếc Avante đời 2013 số tự động này em đi đang chào bán với mức giá là 365 triệu đồng các bác nhá. 365 triệu đồng. Đấy, bác nào mà đang cần mua xe thì có thể tham khảo nhá và cân đối nào. Đẩy view mạnh lên giúp em đi là các bác ơi, đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Mỗi một bác dành cho em đi một lượt like và một lượt chia sẻ đúng không ạ? Đang rất nhiều luôn. Và hiện tại này, xe mới về rất nhiều luôn là Eco nhà em đi này. Và chiếc này là Captiva nữa. Đấy. Đẩy view mạnh lên nhá. Ngay đây nhà em đi thì đang rất nhiều siêu phẩm luôn. Ghét này, một mẫu xe nhập khẩu, form dáng đẹp và giá rẻ cho bác nào đang cần tìm đây. Bác nào thích ghét không ạ? Đấy, em này thì cực kỳ là lành tính nhá. Và diện xe thì hợp lý với giá tiền của các bác nông dân công nhân này. Nhà em đi, em cảm ơn anh Đỗ Đức Dũng nhá. Chia sẻ lên đẩy view lên giúp em đi nhá. Một chiếc ghét đời 2010 đúng không ạ? Em này là bản xe nhập khẩu, động cơ chỉ có 1.4 thôi. Đấy, ăn xăng như người luôn. Động cơ 1.4 đối với dòng xe ghét này, xe đi cực kỳ đầm và chắc. Em đi đã chạy kem ghét này rồi trên đường cao tốc nhá, xe đi không một tiếng ồn các bác ạ. Rất chi là đầm luôn. Và mẹ em đi là một người cực kỳ là say xe mà đi Vios ở đi ghét còn không sợ say xe là các bác biết là như nào rồi, đúng không ạ? 160 triệu đồng. Em đi đang chào bán cho một siêu phẩm ghét màu bạc đẹp 2010 biển 36A. Đấy, xe thì cứng cáp luôn, đăng kiểm dài miên man nhá. Ok bác An Dương này, vào xem like thả tim đẩy view mạnh cho em đi nhá các bác ơi. Đẩy like, đẩy view mạnh cho em đi nào. Mỗi một bác dành những lượt chia sẻ lên cho em đi nhá. Đây, tiếp theo đây. Quay nội thất bên trong để cho bác được xem sản phẩm này. Sơn suy nó mỏng tang như này cơ mà. Và xe thì cực kỳ là cứng. Đây, 160. Ghế da cao cấp thông hơi hai màu, trần nỉ, vô lăng 3 chấu các bạn nhìn này. Cái vô lăng này nhìn mê này, nó sần đẹp như này cơ mà. Từ những cái kẽ hai bên này nó có độ sần nó đẹp như này. 13 gần 13 năm sử dụng rồi, đúng không? Đầu đài có trang bị đầu đài thẻ USB, táp ly táp lô đẹp, ghế sạch, nói chung là nội thất khá là tươi nhá, từ cái phần táp ly táp lô đây này. Bệ thì tay, những cái núm điều khiển đây các bạn nhìn này. Núm điều khiển nó còn sắc nét như này cơ mà. 160 triệu là các bác có thể dinh ngay một siêu phẩm Hyundai Getz 2010 các bác nhá. Nào đẩy view này là em cảm ơn bác Nguyên Long nhá. Các bác vào xem like thả tim thả like nên em đi sẽ đi quay ra đầu đầu chợ đây rồi. Đây, để quay những siêu phẩm mới về. Zio nhà em đi có luôn này. Đấy, EcoSport đây các bác ơi.
một mẫu xe Foico Sport đời 2015 nhà em đi nhá. Em này thì có lốp sơn màu lông chuột này. Như hôm nay em đi cũng đã lên sóng một chiếc xe Eco Sport đời 2015 rồi, màu đen thì nhà em đi hiện tại bây giờ Eco đang có rất nhiều màu luôn. Màu nâu, màu đen, màu đỏ, màu trắng nha. Đấy, màu cam, màu trắng. Nên là bác nào mà đang cần tìm Eco 5 chỗ gầm cao thì em đi mời các bác đến chợ nhá. Em đi mời các bác đến chợ xem xe và chạy trải nghiệm. Đấy, ưng con nào thì lấy con đấy nhá. 2015 bản full titanium, lốp treo đèn cột, 4 quả lốp như mới, la răng đúc theo xe, xi nhan trên gương. Đấy, mở cửa bằng một nút chạm trên cánh cửa. Và em này thì này, ghế da zin, ghế da zin nguyên bản, sàn trải 5D xịn sò luôn. Đấy, trang bị 7 túi khí. Em này thì có đề nổ startup xịn sò, lên màn hình cảm ứng, cam lùi đầy đủ rồi. Chân đỉ, cửa sổ trời, một mẫu xe phải nói là dòng xe quốc dân rồi. Với mức giá 415 triệu đồng nha. 415 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Eco Sport này. Các bác nhìn này. Đấy, lên đèn nét nhìn có phê không ạ? Đấy nhá. Đây, xe đã tự khắc sáng này lên cái dải đèn nét này cho có mê không? Và sáng đi đường rọi sáng như ban ngày luôn. Biển 11A. Bác nhá, bác nào đang cần và đang quan tâm tìm mua những cái mẫu nào thì cứ vào comment đi nào. Các bác ơi, đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Thả tim, thả like, đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Điều em này là có diện đèn auto nhá, lên chế độ đèn auto rồi. Một em siêu phẩm Morning nhập đời 2007 nhà em đi này. Em này có nước sơn màu xanh cực kỳ là đẹp luôn. Biển 29A nhá. Em này thì là một chiếc xe công vụ của anh trai nhà em ở trên Hà Nội. Đấy, cứ đi đi về về thôi. Xe công vụ của bác ở đây, hàng ngày luôn. Xe cực kỳ cứng và đẹp nhá. Sơn xi mỏng, đăng kiểm dài luôn. Ghế da cao cấp thông hơi xịn sò luôn này. Đây, cần số thẳng, một mẫu xe nhập khẩu này, vô lăng ba chấu, túi khí đầy đủ rồi. Màn hình cảm ứng to bản, xịn sò không ạ? Trần nỉ zin. Và với mức giá 175 triệu đồng nhá, là em đi sẽ trao cho các bác một siêu phẩm Morning nhập 2007, form đời đầu, đèn vuông. Xe có nốt sơn màu xanh nước biển đẹp luôn. Và với mức giá này thì các bác có thể chạy đúng không ạ? Quá là vừa tiền luôn. Các bác nhở? Em xin chào bác Mai Thức là xe tập lái đi em Ly ơi. Cô ok, bác Mai Thức chia sẻ mạnh lên cho em đi nhá. Chia sẻ mạnh lên nào thì em Ly sẽ quay tập lái này. Đây, tập lái thì bác có thể lựa chọn sang một chiếc Spark này giá gần 100 triệu này. Để cho bác nào muốn mua và muốn mua một dòng xe nó cứng cáp hơn, đi nó được lâu dài và nó bền hơn nhá. Thì đây, em Ly đang có một chiếc Spark đời 2010. Đấy, em này thì giấy tờ thủ tục hợp pháp luôn, đúng không ạ? Các bác có thể sang tên đổi chủ bình thường. Sơn xi mỏng, nội thất cực kỳ là tươi nhá. 2010, số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Và em này thì ăn xăng như người các bác nhá. Ăn xăng như người luôn. Động cơ 0.8 thì đi như một con xe máy thôi, đúng không ạ? Những cái đường tắp ly, tắp lô này, những cái đường dập nổi trên phần thân xe cực kỳ là sắc nét, vô năng cũng vậy. Ghế da hai màu căng luôn, không một vết xước, một vết rách. Trần 3D. Đấy, chiếc này bác chủ cũng lên được một cái đầu đài rồi này. Và với mức giá bao nhiêu ạ? Với mức giá 98 triệu. Đấy là các bác dinh em này rồi. Đây, các bác nhìn này. 2010 nhưng mà số này nó còn cực kỳ là sắc nét và đẹp nhá. Áo số là áo zin, đúng không ạ? Một chiếc Spark 2010 số sàn, động cơ 0.8, em đi chào bán chỉ có giá là 98 triệu thôi. Và có bớt nhá. Em cảm ơn anh Đỗ Đức Dũng này đã chia sẻ cho em đi nhá. Anh đừng Đỗ Đức Dũng ơi, K3 2014, em chỉ còn K3 2014 thôi. Màu đỏ, số tự động, bản full 2.0. Và với mức giá là 448 triệu đồng nhá. Em xin chào bác Nhôm Kính Hùng Phát này, trời ơi lâu quá không thấy bác này. Chia sẻ mạnh lên cho em đi nhá, bác Nhôm Kính Hùng Phát ơi. Các bác vào xem like, đẩy view lên cho em đi 100 mắt like nhá, đẩy view lên. Em cảm ơn bác Lê Phẩm nhá, em cảm ơn anh. Em xin chào bác Diệp Hoàng này, có xe bán tải, trời ơi bác hỏi đúng chỗ rồi, đúng không ạ? Hiện tại bán tải nhà em đi bây giờ thì đang có Isuzu D-Max này, em đi có Chi Tông, em đi có cả Colorado. Đấy, số sàn và tự động đều có luôn. Bác đang thích tầm tiền bao nhiêu comment nhá, em đi sẽ tư vấn cho bác hợp lý. Đẩy view lên cho em đi 100 mắt like là các bác ơi, hoan hỉ nhá, thả tim đẩy view mạnh lên nào. Đây, dòng xe nồi đồng cối đá cho bác nào đang thích này, những cái dòng xe gọi là gì, ăn chắc mặc bền này. Và những cái dòng xe mà chỉ cần nhìn thôi là mọi người đã biết rồi, à đây là Vios. Đấy, thì đây nhà em đi hiện tại đang có hai siêu phẩm Vios nha. Chiếc Vios 2015 bản E xịn sò, tư nhân sử dụng không khoan đục. Em này máy số zin. Và bác chủ thì đã lên được rất nhiều đồ chơi các bác ạ.
ốp hết cụm đèn pha rồi. Đấy, ốp mạ chrome sáng bóng luôn. Em này thì đèn pha thì vẫn trang bị là đèn halogen của nhà sản xuất nhá. Này các bạn nhìn này, đèn này trong sáng luôn, có đèn gầm. Đúng không ạ? Nhiều dòng xe thì ở không lên đèn gầm nhưng bác chủ lên đèn gầm rồi. La răng đúc đẹp và có trang bị cụm phanh ABS chống bó cứng. Đúng không ạ? Em này thì có nhìn này, lốp còn cực kỳ là dày và sâu, xinh nhan trên gương và đăng kiểm nha. Đăng kiểm đến tận tháng 7/2023. Ok không ạ? Đấy. Với mức giá 345 triệu đồng là các bác đã xin được ngay một siêu phẩm Vios E 2015 số sàn, tư nhân sử dụng không khoan. Đây. Như em này thì các bác nhìn này. Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ, lên full đồ rồi. Ghế da thì xịn sò luôn. Ghế da mới như trong hãng, trần nỉ zin. Đấy, một mẫu xe nồi đồng cối đá, một mẫu xe quốc dân rồi. Và thường thường cái dòng này thì các bác rất sợ là chạy dịch vụ đúng không? Nhưng em này là tư nhân sử dụng và màu bạc là màu zin gốc nha. Không đổi màu, không dịch vụ, máy số zin, lên full đồ. Đấy, không mua xe này thì mua xe gì đúng không các bác? Nào đẩy view đẩy thuyền mạnh lên cho em đi lên chăm mắt nào các bác ơi. Em xin chào bác Diệp Hoàng, tầm 500 cây đầu ạ, spec 2010 98 triệu đúng rồi nhá anh Văn Khương ơi. Bác Diệp Hoàng ơi, tầm 500 cây đầu thì bác có thể mua được Colorado nhà em đi nhá, 2017 bản full luôn 2 country và với mức giá 586 triệu đồng. Và em đi có thêm một chiếc Isuzu D-Max nữa đời 2016 đăng ký lần đầu 2017, số tự động 2 cầu và với mức giá là 535 triệu đồng nhá. Anh Đỗ Đức Dũng ơi, quay cho anh xem chút. Bác Đỗ Đức Dũng ơi, chiếc nào nhở? Comment mạnh lên và đẩy view lên cho em đi chăm mắt like là các bác ơi. Đẩy view lên nào, đây spec đây. 2010 biển 20A, giấy tờ hợp pháp chính chủ sang tên đổi chủ bình thường. Táp ly táp lô đẹp luôn. Máy số chất luôn nhá. Em này điều hòa rét buốt. Đấy, máy số đi côn số cực kỳ là ngọt. 98 triệu đồng nhá. Bác anh Đỗ Đức Dũng này, đúng không ạ? Thả tim thả like đẩy view mạnh lên cho đi lên chăm mắt nào các bác ơi. Tiếp theo, 5 chỗ gầm cao nè. 5 chỗ gầm cao cho bác nào đang thích xe này. Em đi hiện tại đang còn ngay một siêu phẩm Túc Sơn 2010, em này là biển Hà Nội đẹp luôn. Và em đi mua trực tiếp nhá, của một bác chủ ở Hoài Đức. Đấy, Hoài Đức Hà Nội luôn. Bác chủ này đã độ lên bộ đèn bi này. Cái bộ đèn bi này là cực kỳ là tốn tiền của bác chủ luôn. Đấy, đèn bi này hình như là 25 triệu bác chủ có chia sẻ luôn. Lên bộ đèn bi 25 triệu luôn. Và la răng đúc thì bác chủ phun theo màu xe nhá. Đấy, la răng đúc phun theo màu xe xịn xò luôn. Nên là nhìn xe cực kỳ là sáng và sang. Một chiếc xe Túc Sơn màu nâu cà phê đẹp, gọi là màu titan đấy. 2010 số tự động 2 cầu. Lên máy eco rồi. Máy eco là máy siêu tiết kiệm nhiên liệu. Đây, các bác nhìn này. Tháng 9/2023 luôn. Và với mức giá 438 triệu đồng. Này em đi đang chào bán được một siêu phẩm Hyundai Túc Sơn. Một dòng xe SUV 5 chỗ gầm cao nhá, ở biển Hà Nội đẹp luôn. Bác Hoàng Trọng ơi, Vios đây bác ơi. Ok, bác Hoàng Điệp chờ em đi chút xíu nhá. Ok, bác Hoàng Đoàn Tiên lại đây, Vios đây. 2015 số sàn bản E xịn sò luôn. Xe có nút sơn màu bạc và là màu bạc zin gốc nhá. Em đi chia sẻ với các bác luôn đây này. Rãnh sâu, la răng đúc đẹp, cụm phanh ABS chống bó cứng đầy đủ. Em này gầm bệ sáng, được không ạ? Gầm bệ như này có được gọi là sáng không các bác ơi? Đẩy view lên cho đi chăm mắt like nhá. Các bác hãy vào thả thuyền lên, đẩy view lên cho đi này. Xinh nhan trên gương. Tay nắm cửa, viền chân kính, ốp mạ chrome sáng bóng hết rồi. Đây, các bác nhìn này. Em này là ghế, bác chủ lên một bộ ghế da xịn sò rồi nhá. Ghế da cao cấp xịn sò rồi. Ổ khóa sáng, ốc bản lề zin. Các bác nhá, ốc bản lề zin nguyên bản luôn. Sàn trải đầy đủ rồi. Vô lăng ba chấu đây, túi khí đầy đủ này. Trang bị túi khí đầy đủ rồi. Táp ly táp lô đẹp, không một vết dán nhựa này. Đấy, không một vết nhựa dán là các bác biết rồi là xe không chạy dịch vụ. Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Đây, củ số đây. Củ số sắc nét rõ chữ nghĩa luôn. Đúng không ạ? 345 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Vios đấy nhá. Trần nỉ zin này. Xe cực kỳ là cứng và đẹp luôn. Em cảm ơn anh Đỗ Đức Dũng nhá. Vào thả tim lên và đẩy view cho em đi đây. Mức tiêu hao nhiên liệu của Vios là 6,3 nhá. 6,3 lít trên 100 km đường trường. Đấy, ghế sau này. Em này thì các bác ơi, về chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Xe này thì về chỉ việc đổ xăng và đi thôi nhá. Xe khá là cứng và đẹp luôn. Đấy, các bác vào xem like, đẩy view lên cho em đi chăm mắt like nào. Đúng không ạ? Đẩy view, đẩy thuyền mạnh lên cho em đi chăm mắt like. Trời ơi, Mazda các bác ơi. Mazda 3 2017 bản Philip phanh tay điện tử. Em này phải nói là xuất sắc luôn. Zin đét toàn tập nha.
một chiếc Mazda 3 biển Hà Nội màu đỏ diệm, màu này màu đỏ đô bao phê luôn. Đấy. 2017 bản Philip là nó như thế nào thì em đi sẽ vào quay cho các bác được xem này. Cho các bác được chiêm ngẫm, đúng không ạ? Chiêm gọi là chiêm ngẫm một siêu phẩm. Đấy, chiêm ngưỡng nhá. Đây. Đèn bi xe lông này. Em này đi trời tối đây nhá. Đây là những cái giải đèn led nhá. Khi mà pha thì nó sáng như ban ngày luôn. Các bác nhá. Sơn si mỏng dính luôn. Sinh nhan trên gương này. Gương kính chỉnh điện cục mở điện đầy đủ rồi. Ờ, khóa cửa à. Em này thì có trang bị cruise control này. Có 3 chế độ lái. Đấy. Và em này thì lên full đồ rồi. Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Đấy. La răng đúc đẹp. 4 gỏ lốp mới. Bố thắng sơn đỏ này. Em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Mazda 3 2017 bản Philip phanh tay điện tử với mức giá bao nhiêu ạ? 535 triệu đồng các bác nhá. 535 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Mazda. Đấy. Còn bác nào đang thích và đang tìm những cái dòng xe như nào nữa thì cứ vào comment mạnh lên nào các bác ơi, đẩy view lên cho em đi chăm mắt like nhá. Đấy. Tiếp theo đây, ngay đây là có một chiếc xe đích, à một chiếc xe Eco nữa này. Quá nhiều xe luôn. Các bác vào đẩy view lên cho em đi nhá. Trời ơi, vẫn còn phải đang tấp lập với lại cái việc chia sẻ này. Nên là các bác vào xem like, cứ đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Eco nhà em đi còn có thêm màu đen nữa đây nhá. Eco màu đen 2015, đăng ký lần đầu 2016 này. Chiếc này thì ngay buổi chiều hôm nay em đi đã lên video rồi. Đấy, máy số zin, ghế zin, lên full đồ rồi. Màn hình, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Đăng kiểm tháng 2, 2023. Một mẫu xe SUV 5 chỗ gầm cao, lốp treo đèn cột, bản full. Với mức giá 518 triệu nha. 518 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm EcoSport. Em xin chào bác Công Chiến nhá. Các bác vào xem like, thả tim, thả like để view nền. Còn ngay bên cạnh đây thì em nay đang có một chiếc Captiva các bác ạ. Đời 2007. Một mẫu xe mà gì ạ? Nhiều option hiện đại và giá chỉ có hơn 200 triệu rồi. Đấy, nói không nhầm luôn các bác nhá. 2007, đăng ký 7 chỗ ngồi, sơn si mỏng tang luôn. Trang bị đèn bi cầu này, trang bị gương kính chỉ điện cùng mở điện này, có trang bị ghế điện. Đấy, bác chủ còn lên full đồ. Màn hình, cam hành trình, cam lùi. Đúng không ạ? La răng đúc, phanh ABS chống bó cứng 4 bánh luôn. Đấy, một mẫu xe sang này mà chỉ có giá là 215 triệu đồng thì các bác có nghĩ là lên bỏ đồng tiền ra mua không? Đây, hiếm có dòng nào mà sẽ tự nhá. Đúng không ạ? Xe sẽ tự độ lên, à có sẵn là những dòng xe đèn bi cầu. Đấy, hầu như là các bác phải bỏ tiền ra mua, đúng không? Bố thắng kìa, bố thắng sơn vàng. La răng đúc 5 chấu đúng không ạ? À 6 chấu. Đấy, 6 chấu to bản luôn. Lốp này lốp R17 nhá, nên là lốp cực kỳ là to. Đi đường bao phê luôn. Sinh nhan trên gương này. Em này đăng kiểm tháng 11 2022 mà lúc gì em lại nhìn thấy tháng 2 2023 à các bác. Đây. Ghế da zin nguyên bản, đúng không ạ? Em này trang bị ghế da zin nguyên bản, chân ní zin. Cam hành trình đây rồi. Trang bị cam hành trình và cam lùi táp ly táp lô đẹp luôn. Em này thì có trang bị ghế chỉnh điện này, có hệ thống chống chân trượt, hệ thống chống đổ đèo nha các bác nhá. Điều hòa auto, sưởi kính xây kính đầy đủ rồi. 215 triệu thôi các bác ơi, 215 triệu đồng thôi là các bác đã dinh ngay được một siêu phẩm Captiva số sàn 7 chỗ. Em cảm ơn anh Đỗ Đức Dũng nhá các bác ơi, và xem like, tả tim, đẩy view mạnh cho em đi nhá. Các bác mà đang cần và đang quan tâm những cái mẫu nào cứ vào comment đi. Em đi sẽ tư vấn hỗ trợ đấy và quay chi tiết cho các bác luôn. Đây. Tiếp theo em đi có thêm một mẫu xe 5 chỗ form dáng hatchback siêu đẹp luôn này các bác nhìn này, còn được màu đỏ nữa luôn. Một chiếc xe Kia Cerato đời 2012 nhá. Em này zin đét luôn, một chủ sử dụng từ mới. Đấy. 2012 15 sử dụng nhưng em đi vẫn cam kết và bao check hãng cho các bác, đúng không ạ? Vẫn cam kết và bao check hãng cho các bác luôn. La răng 5 chấu, lốp lát như mới, máy số zin và em này nhá, ốp đồ chạy chuẩn cực kỳ là ít các bác ơi. Đấy, ốp đồ chạy chuẩn cực kỳ ít luôn. Nội thất bên trong đấy các bác nhìn này. Ghế da zin theo xe, đúng không ạ? Ghế da zin theo xe, màn hình cảm ứng, đấy, điều hòa auto này, có sưởi ghế trước à, sưởi kính trước sau. Cam lùi đầy đủ rồi, táp đi táp lô đẹp luôn. Tất cả phần táp lô này làm bằng da các bác nhá, mà còn mới như này. Đúng không ạ? Túi khí đầy đủ, vô lăng 3 chấu này. Em này là dòng xe thể thao lên sẽ có gầy số vô lăng các bác nhá. Và với mức giá là bao nhiêu ạ? 365 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán ở một siêu phẩm Cerato. Ok.
Ok anh Diệp Hoàng ơi, em đi quên nhá. Anh Hữu Caro ơi, hiện tại là em đi gọi là đang chào hàng ấy nhá. Gọi là chào hàng chứ không phải là gọi là khoe anh nhá. Không biết là khoe thế nào anh nhỉ? Bây giờ bán hàng thì chỉ cho mọi người thì thế nào gọi là khoe anh, đúng không ạ? Đây, anh Giai ơi, D-Max của anh đây nhá. Một chiếc Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký lần đầu 2017, màu đỏ đẹp, điển Hà Nội. Em này thì là phiên bản số tự động hai cầu ấy nhá. Zin đét luôn, sơn zin tới 96%, máy số zin, ốp đồ vừa chạy hết sốt đà. Em này thì 4 quả lốp mới, đăng kiểm dài luôn, lắp thùng cao. Và với mức giá 535 triệu đồng, bác Diệp Hoàng nhá, là em đi sẽ bác sẽ zin ngay là một siêu phẩm Isuzu D-Max rồi. Em này thì bác chủ lên đèn bi cầu này, có trang bị đầu đài màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ, đúng không ạ? Ghế da zin nguyên bản theo xe. Đây. Ghế da zin nguyên bản theo xe, táp ly táp lô đẹp luôn. Màn hình cảm ứng cỡ nhỏ, cam hành trình, cam lùi, trần nỉ zin này. Các bác ơi, xe đẹp như mới luôn, đúng không ạ? Hệ thống option thì ở đây, điều hòa auto. Đấy, gọn nhẹ, sưởi kính đầy đủ đây rồi. Lấy rõ trong, rõ ngoài đây rồi. Củ số đây nhá. Và đây là diện điều khiển trên phần táp lô các bác nhá. Đây này. Xe cực kỳ là đẹp luôn. 535 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Isuzu D-Max. Em cảm ơn bác Bùi Tuyển này. Em cảm ơn anh nhá. Anh hãy diện chia sẻ lên, đẩy view lên cho em đi nhá. Bác Bùi Tuyển ơi, yêu mến ủng hộ em đi thì hãy diện đẩy view bằng cách chia sẻ lên hội nhóm cho em đi nhá. Đây. Colorado nhà em đi này. Hiện tại Colorado thì nhà em đi đang có 2 chiếc, số sàn và số tự động. Đấy, chắc số tự động thì anh Kèo nhà em cao 1m8, lấy đi tán gái rồi các bác ạ. Em này thì có nút sơn màu trắng này, đời 2017 phiên bản số sàn nhá. 2017, 2018 số sàn máy dầu, động cơ 2.0, 2.5 nhá. Em này đăng kiểm thì còn đến tháng 12/2022. Một mẫu xe Colorado số sàn máy dầu, em này thì hai cầu các bác ạ. 4 quả lốp mít, la răng đúc đẹp, cầm bệ sáng. Em đi đang chào bán với mức giá là 470 triệu đồng nha. Lắp thùng bệt. Lắp thùng bệt luôn này. Em này thì ghế da hai màu xịn sò rồi. Đấy các nhìn này, có đẹp không ạ? Ghế da hai màu xịn sò, chân nỉ zin, màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Đây, củ số như mới, thảm trải đầy đủ rồi. 2018 phiên bản số sàn máy dầu, lên full đồ chơi rồi. Xe cực kỳ là cứng và đẹp. Em đi đang chào bán mức giá là 470 triệu đồng nhá. Em vẫn báo giá và báo đời đi chứ anh ơi. Bây giờ bán xe không báo giá thì báo đời thế nào nhở? Đây, tiếp theo này, bán tải nữa đây. Em đi đang có thêm một siêu phẩm bán tải Chi Tông đây, 2016 nha, số tự động. Em này là một cầu máy dầu, biển Hà Nội đẹp luôn, nắp thùng cao. Ở chiếc Chi Tông này thì ở zin đét luôn, đúng không ạ? Ốp đồ chạy chuẩn có hơn 8 vạn nhá. Và chiếc này thì em đi đã cho đi khu vực Bắc Cạn rồi. Đấy, đã cho em cho theo đi Bắc Cạn luôn rồi đây này. Vô lăng ba chấu, túi khí đầy đủ, và em này thì đề nổ đấy các bác ơi. Ở phía bên tay phải nhá. Đây, gương kính chỉnh điện rồi. Chân nỉ zin, cam hành trình, màn hình cảm ứng to bản, cam lùi đầy đủ. Đây, ốp đồ chạy chuẩn 8.7 anh nhá. Ốp đồ chạy chuẩn là 8.7. Rồi ghế da hai màu, xe zin đét luôn. Đấy, các bác có thể mang ra hãng check thoải mái nhá. Em đi đang chào bán chiếc chiếc Chi Tông 2016 số tự động một cầu với mức giá là 469 triệu nhá. 469 triệu đồng là các bác có thể zin ngay siêu phẩm này rồi, đúng không ạ? Chi Tông. Thả tim thả like để view mạnh lên cho đi là các bác ơi. Chi Tông 2016 RAV4 cho bác nào đang có nhu cầu yêu thích những cái dòng xe hầm hố này. Và dòng xe đến từ thương hiệu nổi tiếng luôn. Đây, một chiếc RAV4 2008 nhá. Em này là phiên bản số tự động luôn, hai cầu, máy dầu. Máy dầu nha. Xe nào có vẻ máy dầu không ta? 20, em này phiên bản máy xăng rồi. Nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 2.3. Em này là các bác nhìn này, sơn si của nó cực kỳ đẹp luôn, nước màu xanh nước biển, đúng không ạ? Vô lăng ba chấu, túi khí đầy đủ rồi. Đấy, tắp ly tắp lô đẹp.
có trang bị đầu đài màn hình rồi, cam hành trình, cam lùi đầy đủ, ghế nỉ zin các bác ạ. Lên một bộ ghế nỉ zin nguyên bản, trần nỉ zin đấy. Một chiếc RAV4 2008 số tự động. Em đi đang chào bán với mức giá là 399 triệu đồng nhá. 399 triệu đồng, bốn quả lốp như mới luôn này. Rãnh sâu, ta lông dài. Là giặc đúc đẹp, phanh bên trong một cứng nó còn gì ạ? Màu bạc còn óng như này. Thì các bác biết là xe nó đẹp như nào rồi. Đấy, bác nào đang thích RAV4 thì hãy vào thả tim và đẩy view lên nhá. Em đi sẽ cho các bác chiêm ngưỡng rất nhiều siêu phẩm nhà em đi, đúng không ạ? 2008 số tự động. Đấy, một siêu phẩm luôn. Đẩy view lên cho đi 100 mắt là các bác ơi. Đẩy view lên nhá. Và em này đăng kiểm cực kỳ là dài. Đây. Đăng kiểm đến tận tháng 12/2022 các bác ơi. Siêu phẩm luôn. Đấy, em này còn hơn 1 tháng nữa nhá. Hơn 1 tháng nữa thôi. Và ngay bên cạnh đây em đi đang thêm một siêu phẩm dành cho các bác nào mà muốn mua về để gì ạ? Cho bố vợ lại đi ăn sáng, đi câu cá này, giá hơn 200 triệu đây. Một chiếc xe Honda Civic đời 2007 số tự động. Đấy, số tự động luôn. Xe có nút sơn màu đen đẹp, la răng đúc, lốp láp còn cực kỳ là mới. Và em này các bác nhìn này, sơn si nó mỏng luôn, kính zin, ghế da, ghế gọi là ghế múi luôn nhá, ghế múi thể thao đẹp. Đấy, lên màn hình cảm ứng, cam lùi đầy đủ, thảm trải táp lô, túi khí đầy đủ rồi, xe khá là cứng luôn. Một chiếc Civic đời 2007 số tự động, một động cơ 1.8 thôi, đăng ký 5 chỗ ngồi. Em đi đang chào bán với mức giá là 250 triệu đúng không ạ? 250 triệu đồng là các bác đã dinh ngay được siêu phẩm Civic này rồi. Đấy, chiếc Eco đỏ này thì bán rồi. Chiếc Eco đỏ này thì bán rồi này. Còn ngay bên cạnh đây em đi đang có thêm một siêu phẩm Kia Morning này, giá 185 triệu đồng thôi. Đấy, một chiếc xe Kia Morning đời 2015 màu đỏ đẹp, lên màn hình có trang bị cam lùi rồi. Em này thì lên form mới rồi nha. Form mới, động cơ 1.25, bốn cỏ lốp như mới này. Đây, bốn cỏ lốp như mới luôn. Sơn si mỏng, màn hình cảm ứng, cam lùi đầy đủ rồi. Ghế da hai màu. Đây, màn hình đầu đài cảm ứng cỡ nhỏ, táp ly táp lô đẹp. Trần là còn bọc nguyên ni lông nha. Em này trần còn bọc nguyên ni lông này. Và với mức giá 185 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Morning. Đấy, hiện tại Morning thì nhà em đi cũng đang có rất nhiều nhá. Số sàn, số tự động và với mức giá hơn 100 triệu rồi. Hơn 100 triệu là các bác cũng có thể dinh được siêu phẩm rồi. Trời ơi, Sorento máy dầu 7 chỗ nhà em đi này các bác ơi. Đúng ạ, em này lại còn là bản full luôn nhá. Bản full limited, đúng ạ. Bản full limited, trang bị cảm biến quanh xe này là thứ nhất. Em này thì có trang bị ghế chỉnh điện. Đấy, ghế chỉnh điện nha. Và có cả gì ạ? Nhớ ghế hai vị trí. Trang bị gì nữa? Dòng bản full thì sẽ rất nhiều tính năng hiện đại luôn. Đây, nhớ ghế hai vị trí của các bác đây, ghế chỉnh điện của các bác đây. Đấy, và em này thì có hệ thống chống chân trượt, hệ thống chống đổ đèo luôn. Máy Eco, đúng không ạ? Máy Eco là dòng xe đã máy dầu rồi lại còn tiết kiệm nhiên liệu nữa. Đấy, vô lăng 4 chấu tích hợp này các bác nhìn này. Có cruise control nha, có cruise control luôn. Deno Startup. Màn hình cảm ứng Z-Tech. Đấy, sưởi ghế đây. Sưởi kính nha, và sưởi ghế đây còn có cả chế độ nóng lạnh luôn. Điều hòa auto hai vùng độc lập. Cửa sổ trời toàn cảnh Proma luôn. Và cái chân này là lên trần 3D. Đấy, chân trần da rồi. Cam hành trình, màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Một siêu phẩm Sorento 2010 máy dầu, thảm 5D xịn sò. Em đi đang chào bán với mức giá là 535 triệu nhá. 535 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho chiếc này rồi. Em xin chào bác Bùi Tuyền này, có mô linh đời 2017 số sàn. Anh Bùi Tuyền ơi, 2016 được không anh? 2016 thì em đi đang có một chiếc đây rồi, màu trắng đẹp luôn. Một mẫu xe Kia Morning số sàn 2016, lên form mới, động cơ 1.25 đây nhá. Màu trắng, bác chủ lên bộ la răng đúc cực kìa đẹp luôn. Lốp láp còn khá là mới này. Và với mức giá 215 triệu thôi. 215 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Kia Morning này. 2016 nhá, màn hình cảm ứng, cam lùi, chân nỉ zin, ghế da đẹp rồi. Củ số còn cực kỳ là sắc nét và đẹp luôn, đúng không ạ? Thảm trải đầy đủ, táp ly táp lô đẹp luôn. Máy số chất, côn số ngọt. 215 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Kia Morning nha. Em xin chào bác Michael Richardson. Em này bớt bao nhiêu, bao sang tên? Không bác, chiếc Morning 2015. Anh Michael, gọi gì ạ?
Mitchell Jackson đúng không ạ? Anh Jackson ơi, nếu mà anh quan tâm thì ai book em đi nhá. Em đi sẽ để cho bác một cái giá thiện chí luôn và sẽ hỗ trợ vào tên cho bác nếu mà bác đang bận và không có thời gian sang tên nhá. Để lại số điện thoại và ai book em đi. Đúng ạ, xin chào bác Siêu Blam này, có Jolie không ạ? Jolie thì em đi không có nhá. Jolie thì hiện tại bây giờ là em đi không có nhập vì cái dòng đó xe rẻ tiền nhưng mà gì ạ? Bán rất khó nhá, em đi không có này. Đây. Nếu mà tầm hơn 100 triệu thì bác đi em này đi. Đúng ạ, 5 chỗ rồi lại còn là thương hiệu nổi tiếng nữa. Và xe thì đi cực kỳ là bền luôn, không sợ hỏng vặt. Và hỏng thì toàn những cái thứ lặt vặt thôi, cái phí sửa chữa là rất ít luôn. Đấy, nhà em đi đang có một siêu phẩm này. Một chiếc xe Kia Morning đời 2011 nha. Em này thì lên la răng đúc rồi, lên la răng đúc của i10 bản đủ luôn. Đấy, 4 quả lốp mới, có trang bị đầu đài màn hình cảm ứng. Đấy, xịn sò không? Trang bị lên đầu đài màn hình cảm ứng, ghế da hai màu luôn. Đây, thảm trải táp lô. Em này các bác nhìn này, ghế da hai màu đỏ đen bao phê luôn. Chân nỉ zin, sơn xi mỏng. Em này là màu bạc zin nguyên bản nhá. Táp ly táp lô đẹp luôn. Một chiếc Kia Morning 2011 số sàn động cơ 1.0 thôi. Em đi đang chào bán với mức giá là 130 triệu. Đúng không ạ? 130 triệu đồng nhá. Em xin chào bác Nguyễn Chiến này, cho anh xem con Asen màu đen à. Asen màu đen 2016 đúng không anh? Ok luôn, đẩy view mạnh lên nào. Đây, sẽ quay luôn Asen màu đen này. Bác Nguyễn Chiến nhìn mắt tinh quá. Đây, Asen 2016 phiên bản số sàn nhá. Em này thì là form cũ, vẫn là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Biển Hà Nội đẹp luôn, máy số zin, lên đèn bi cầu siêu sáng rồi, có trang bị đèn gầm đầy đủ, xinh nhan trên gương. Đối với cái dòng Asen ấy thì từ đời 2017 trở lên nó lên form mới và là dòng xe lắp ráp tại Việt Nam. Đấy nên là rất nhiều bác vẫn thích cái dòng xe nhập khẩu từ đời 2016 trở xuống. Vì sao ạ? Vì cái thân vỏ nó gì ạ? Bền. Đấy, nó chắc chắn và nhìn cái xe nó khôn hơn, đúng không? Bác nào đã từng đi xe ở Asen hay là đã từng tham khảo rồi thì sẽ biết nhá. Đây, Asen 2016 số sàn. Em này thì dòng xe nhập khẩu động cơ 1.4 thôi, lên sàn 5D rồi, ghế da hai màu, màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Bộ sàn 5D xịn sò, thảm trải táp lô. Em đi đang chào bán chiếc Asen 2016 số sàn với mức giá là 365 triệu đồng nhá. Anh Chiến Nguyễn nhá, 365 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Asen, đúng không ạ? Đấy, các bác vào xem like, thả tin thả like để view lên. Từ bấy giờ chưa quay Innova đúng không? Bây giờ sẽ quay Innova để cho các bác nào muốn mua về chạy dịch vụ này. Thật giai đoạn này thì em đi đang có rất có duyên với các bác Phú Thọ các bác ạ. Đấy, ngày nào hầu như cũng gặp và cũng tiếp các bác Phú Thọ luôn. Và kiểu gì cũng chốt được xe này thì đây nhá. Innova 2013 form mới bản E xịn sò, máy số zin luôn. Đấy, cái dòng xe Innova này cực kỳ là dễ nhìn bác ạ. Vì cái phần khoang động cơ nó cực kỳ là rỗng nhá. Đấy, và nhìn nó rất thoáng luôn. Bác nào mà đang thích xem Innova thì hãy vào đây chấm một chấm và thả tim đẩy view lên cho em đi nhá. Đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Cái gì à anh Chiến Nguyễn ơi, trước đây đời 2016 nha em nhá. 2016 nha anh ơi. Innova 2013 bản E form mới này, số sàn đăng ký 8 chỗ ngồi, động cơ 2.0. Em này thì zin đét luôn, đúng không ạ? Và là dòng xe không dịch vụ nha. Không taxi dịch vụ, la răng đúc, lốp lác còn khá là mới này. Sơn xi nó mỏng tang luôn. Đây, nội thất bên trong để các bạn chiêm ngưỡng. Ô, em này khóa cửa à? Innova 2013 số sàn bản em Ly đang chào bán với mức giá là 365 triệu đồng nhá. 365 triệu đồng. Đấy, em xin chào bác Mười Trần này. Có gì ạ? Cái gì không em đi bác anh Mười Trần ơi, anh comment lại nhá, em đi không hiểu rồi. Đây, lại tiếp theo Eco này. Và em đi có thêm cả ghét nữa đây các bác ơi. Em đi có thêm cả ghét để phục vụ các bác nhá. Biển 29 luôn. Em Hyundai ghét là đời 2008 các bác nhìn này. 2008 nhưng cái đèn xe nó sáng không? Trời ơi, nó sáng soi được gương luôn. Đúng không ạ? Sơn xi cực kỳ là đẹp, màu xanh nhá, em này là màu xanh ngọc, lốp láp khá mới, dày, đúng không ạ? Sơn xi mỏng tang luôn, tay nắm cửa viền chân kính ốp mạ chrome rồi. Ghế da xịn sò hai màu, chân nỉ zin. Một chiếc Hyundai Getz, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, số sàn động cơ 1.4. Dòng xe gọi phải nói diện lành, bền như em bé, đúng không? Lên đầu đài màn hình rồi, trang bị cam lùi, vô lăng ba chấu,
tắp đi tắp lô đẹp luôn. Và với mức giá 145 triệu nhá. 145 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Hyundai Kết 2008 số sàn. À, bác anh Nguyễn Chiến ơi, Fortuner thì em đi không có nhá. Fortuner thì hiện tại bây giờ em đi không còn. Đấy, hiện tại bây giờ chợ hết Fortuner rồi. Bác nào mà thích Fortuner thì có thể chờ, vì giai đoạn này tìm Fortuner khó lắm. Chiếc xe này bán rồi này. Đấy thì quay Avante đi. Avante 2012, đăng ký lần đầu 2013. Máy số zin đét luôn, đúng không ạ? Máy số zin. Sơn zin tới 90%, lên full đồ chơi rồi. Màn hình cam hành trình, cam lùi đầy đủ, la răng đúc. Đấy, một mẫu xe mà em đi chia sẻ rồi đấy các bác ạ, cạnh tranh với Vios này. Đấy, thì bác nào mà thích Vios số tự động thì có thể tìm hiểu và tham khảo sang dòng này nhá, vì đi xe cực kỳ là phê, đúng không ạ? Đầm chắc luôn. Đầu đài màn hình rồi, cam hành trình, cam lùi, ghế da cao cấp zin nguyên bản, chân nỉ zin đây là cửa sổ trời đấy nhá, cửa sổ trời luôn. Một chiếc xe Avante số tự động, động cơ 1.6. Số tự động 1.6 nha, dòng xe đi cực kỳ đầm và chắc luôn. 359 triệu đồng nhá các bác nhá. 359 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Avante màu xanh đá đẹp luôn. Em xin chào bác Đỗ Thanh này. Anh Khoa Nguyễn ơi, em đi có Everest nhá. Ford chốc à, em bác Chính Lê ơi là gì à? Trời ơi các bác ơi, vào xem nay đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Đây, hơn 100 triệu có xe nhập khẩu này. Hơn 100 triệu có xe nhập khẩu, hơn 100 triệu có xe đời cao. Em đi đang có một siêu phẩm Hyundai Eon. Đấy, bác nào đã nghe đấy chưa? Đi thì tiết kiệm thôi rồi luôn. Động cơ 0.8 thì đối với em này chỉ ăn xăng tầm 4,5 đến 5 lít các bác nhá. Như một em xe máy thôi, màu đỏ đẹp biển 34. Một chiếc xe Hyundai Eon 2012 phiên bản số sàn, màu đỏ bao phê luôn em đi này. Ghế da hai màu nha. Đây, lên ghế da hai màu rồi, ghế xịn luôn, chân nỉ, vô lăng ba chấu này. Em này bản nhập có trang bị túi khí các bác nhá. Đầu đài zin, đấy tắp ly tắp lô đẹp này. Cực kỳ là sần đẹp luôn nhá. Đấy đúng không ạ? Với mức giá 138 triệu thôi. 138 triệu đồng là các bác thể zin ngay một siêu phẩm Hyundai Eon, đăng ký 5 chỗ ngồi, động cơ 0.8, lại dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc nữa nha. Em xin chào bác Tạ Đức Nghiệp, có con 7 chỗ mấy dầu là không em? Anh Tạ Đức Nghiệp ơi, 7 chỗ máy dầu hiện tại bây giờ thì em đi đang có Captiva 2009 này. Em đi có thêm cả Sorento 2010. Captiva 2009 thì là 315 triệu đồng ấy nhá. Còn Sorento thì là 2010 bản full limited. Đấy, 7 chỗ máy dầu. Em đi đang chào bán là 535 triệu đồng. Đấy, 535 triệu đồng nhá. Anh Khoa Nguyễn ơi, Everest là em, ai Everest thì em đi mới bắt về, đang cho đi dọn anh nhá. Em xin chào bác Nguyễn Hữu Tuấn này. Get bản đủ hay sao? Đúng rồi nhá, Hyundai Get bản đủ nha anh Hữu Tuấn ơi. Get 2008 em đi đang chào bán là 145 triệu đồng nhá. Bác Lộc Oran ơi, nếu mà bác quan tâm thì cứ ai book em đi nhá, giá cả có thể thương lượng, đúng không ạ? Như em đi đã nói ở trên live rồi, các bác cứ trả giá thì ok, sẽ giao lưu. Đây, Vios cho bác nào đang có nhu cầu này. Vios 2017 form mới, máy trắng, đúng không ạ? Sơn mỏng tang luôn. Em này bác chủ đi cực kỳ là giữ gìn các bác nhá. Lên đèn bi xe lông này, đấy, riêng bộ đèn bi này là đã rơi vào 5 triệu rưỡi rồi. Đấy, rất hiếm bác phải thực sự luôn là yêu xe mới dám độ lên đèn bi nhá, vì đèn bi cực kỳ là đắt. Bác Hưng Thịnh To ơi, 300 bác mua được rất nhiều dòng nhá, như là gì Avante nhà em đi này, Avante này, mua được Cerato này, đấy, mua được Cerato nữa. Và có thể mua được cả Fiesta, bác Hưng Thịnh To nhá. Vios 2017 bản E, máy trắng form mới, độ full đồ, màn hình cảm ứng và trang bị cam lùi đầy đủ, 4 quả lốp mới luôn. Và em này máy số zin các bác nhá. Bác nào đang thích Vios đấy mà mua về để chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ này, một dòng xe nồi đồng cối đá đây, thì có thể tham khảo em này, quá đẹp luôn. Ghế da xịn luôn, đây nhá. Ghế da không một vết xước, một vết rách. Ok không ạ? Trần là trần 3D, vô lăng ba chấu túi khí này, màn hình cảm ứng xịn sò, can lùi đầy đủ, thảm trải táp lô rồi. Chiếc này thì em mua trực tiếp của bác chủ ở bên bên Nam Định nhá, nên là xe cực kỳ là cứng đây này. Đấy, nó mỏng tang luôn, xinh nhan trên gương. Với mức giá 368 triệu đồng. 368 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Vios 2017 nha. Ok anh Chiến Nguyễn nhá, Fortuner em thì em gọi anh nhá. Bác Hải Nguyễn ơi, Mazda tầm 400 à?
Mazda tầm 400 thì em đi lại không còn rồi. Em đi chỉ có Mazda 3 2017 bản Philip phanh tay điện tử thôi. Em này thì lại trên 500 nhá. Bác Hải Nguyễn ơi, còn i10 này. i10 2016 màu đỏ máy zin nhà em đi này. Lên bộ la răng đúc đẹp rồi, 4 quả lốp mới, đăng kiểm dài. Một em i10 bản hatchback màu đỏ bao đẹp luôn. Với mức giá 229 triệu đồng nhá. 229 triệu đồng là các bác có thể zin ngay một siêu phẩm i10 hatchback màu đỏ đẹp rồi. Đấy. Bác nào mà đang quan tâm và tìm mua mẫu nào thì cứ vào comment mạnh nhá, mình sẽ quay và tư vấn cho bác. Đấy, eco màu trắng nữa này. Quay cho nó đầy đủ đúng không ạ? Lên eco màu lông chuột, lên eco màu đen rồi thì sẽ quay lốt eco màu trắng để cho các bác được tham khảo này. SUV, đấy, 5 chỗ gầm cao đúng không? Đến từ thương hiệu Ford, đầm chắc, đồ thế dễ xịa thay thế này. Em này thì bác chủ lên đèn bi cầu rồi các bác nhá. Lên đèn bi cầu rồi, có cam hành trình, màn hình đầy đủ, lốp mới cả dàn luôn. Đấy, các bác nhìn này, la răng đúc theo xe, xinh nhan trên gương. Em này thì đăng kiểm còn đến tháng 1/2024 các bác ơi, dài miên man luôn. Đến tận tháng 1/2024 nhá. Em cảm ơn anh Bùi Tuyển nhá, chia sẻ lên giúp em đi nhá. Bác Bùi Tuyển ơi, cảm ơn anh đã luôn ủng hộ này và cổ vũ động viên em đi đúng không? Màn hình cảm ứng đây rồi, cam hành trình, cam đùi đầy đủ, ghế zin nguyên bản theo xe. Đây trần các bác nhìn này, bọc nguyên ni lông, đúng không ạ? Còn bọc nguyên ni lông xịn xò luôn. Trần là trần nỉ zin và cửa sổ trời đây. Dòng xe eco này thì là một dòng xe mà trang bị nhiều cái gì ạ? Tính năng an toàn nhất như là gì nhỉ? Trang bị 7 túi khí trên xe. Đấy, trang bị 7 túi khí trên xe luôn. Trang bị điều hòa auto, có sưởi ghế này. Có trang bị sưởi ghế đầy đủ luôn, sưởi kính đầy đủ luôn rồi. Đấy, sàn thì nó lên sàn 5D. Một siêu phẩm Eco Sport màu trắng nhá. 445 triệu đồng. Em đi sẽ bán giao lưu cho bác nào đang cần xe để đi. Đấy, với mức giá hợp lý đúng không ạ? 445 triệu đồng em đi vẫn bao phí rút hồ sơ cho khách hàng nhá. Nên là các bác nào đang thực sự quan tâm, không ngại gì một cuộc gọi đúng không? Hay là add Zalo em đi. Em đi sẽ hỗ trợ, sẽ tư vấn cho các bác. Đây, 98A. Một chiếc Cruise đời 2013 thì phải này. Máy số zin luôn các bác ơi, một chủ sử dụng từ mới nha. Một chiếc Cruise 20 em này là 2013 đúng không? 2012 đăng ký lần đầu, 2013 các bác ạ. 2012 đăng ký lần đầu, 2013. La răng 5 chấu, lốp lắp mới, nội thất khá cứng luôn nhá. Cruise nhà em đi đang có rất nhiều. Nên là bác nào mà quan tâm thì cứ đến nhá. Đây các nhìn này. Ổ khóa sáng như mới như này cơ mà. Đúng không ạ? Ốc bản lề zin ốc nhá. Ghế da hai màu, chân nỉ zin. Đấy, chân nỉ zin. Cam hành trình to bản luôn này. Độ lên bộ cam hành trình to bản luôn, thảm trải táp lô đẹp. Một chiếc xe Cruise 2012 đăng ký lần đầu 2013. Em đi đang chào bán với mức giá là 265 triệu đồng nhá. Sedan phân khúc hạng C bao đẹp luôn, 4 quả lốp như mới, la răng đúc đẹp. Có trang bị gương kính chỉnh điện đầy đủ rồi. Xe khá là cứng nhá. 265 triệu đồng là các bác dinh được ngay một siêu phẩm Cruise 2012 rồi các bác nhá. Thả tim thả like đẩy view mạnh lên nào các bác ơi. Avante quay rồi đúng không ạ? Avante quay rồi này thì đi đi xuống đây đi. Đi xuống đây quay một em siêu phẩm Hyundai i10 nhà em đi là đây, màu trắng đẹp biển Hà Nội cho bác nào này. Trước này thì vừa mới về các bác ạ. Buổi chiều hôm nay thì em đi chưa kịp quay. Đấy nên là bác nào mà quan tâm thì em đi gửi trước hình ảnh cho các bác tham khảo nhá. Một chiếc i10 đời 2015 phiên bản số sàn, màu trắng đẹp luôn, màu trắng gốc nha. Động cơ 1.0 thôi. Em này thì đăng ký 5 chỗ ngồi. Nội thất bên trong đây có nhìn này. Bậc lên xuống ốp mạ chrome rồi. Ghế da hai màu, trần còn bọc nguyên ni lông cơ. Đấy, trần nỉ bọc nguyên ni lông. Màn hình OLED, vô lăng 3 chấu đây có nhìn này. Tắp ly tắp lô đẹp luôn. Một siêu phẩm i10 số sàn 2015, form dáng hatchback đẹp luôn. Một dòng xe thích hợp cho các bác nào mà dễ chạy gia đình nha. Xe đi cực kỳ đầm và chắc này. Nhập khẩu mà, dòng xe nhập khẩu mà. Đấy, những cụm nền pha thì ốp hết mạ chrome rồi. 215 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm i10 hatchback 2015. Ok, em cảm ơn anh Trương Nguyễn nhá. Các bác vào xem like, thả tim để view mạnh lên cho em đi. Đấy, tiếp theo này.
Bên cạnh đây nữa thì em Ni đang có một chiếc xe Kia Rio đời 2015 phiên bản số sàn, một mẫu xe nhập khẩu đấy, và hiện tại bây giờ thì đang rất nhiều bác muốn mua xe về chạy dịch vụ thì có thể thay thế bằng những dòng xe Rio này hoặc là Accent nhé, vì xe đi cực kỳ đầm và chắc và ngồi rất thoải mái luôn đấy. Khoang hành lý rộng rãi, khoang hành khách cũng rộng rãi luôn, và người ngồi cũng rất là cao, nhìn điểm mù ít các nhá. Rio 2015 số sàn, động cơ 1.4 này, la răng đúc đẹp, lốp lá còn khá là mới luôn. Đây, lốp này, rãnh sâu, bác ạ, ta lồng dài ngoãng luôn nha. Xe khá là cứng. Số sàn 2015, em đi đang chào bán là 310 triệu đồng các nhá. 310 triệu đồng là em đi đang chào bán cho một siêu phẩm này. Anh Bùi Tuyển ơi, em đi có ship vào Đắk Lắk nhá anh ơi. Hiện tại thì nếu mà như các bác không biết ấy, thì ngày hôm nay em đi có chốt được một chiếc xe Kia Morning cho anh Vinh đấy, ở quê hương Đắk Lắk luôn. Và em đi chốt cho anh rồi thì hiện là bây giờ là đang rút hồ sơ, sau khi hồ sơ xong thì sẽ ship vào cho anh đấy. Và các bác ở Đắk Lắk thì có thể lấy xe ở Bình Phước nhá các bác ơi. Anh Bùi Tuyển nhá, nếu mà anh có thể ra được Bình Phước lấy được xe thì cái phí ship nó sẽ rẻ hơn và tiết kiệm chi phí cho anh hơn. Còn nếu mà lấy xe tận nhà thì phí ship ở trong Đắk Lắk sẽ rơi vào tầm 10 đến 12 triệu nhá. Từ 10 đến 12 triệu nhá anh Bùi Tuyển ơi. Nên là nếu mà anh có nhu cầu mua một dòng xe nào tại chợ bên em đi này thì cứ comment đi, hoặc là add Zalo, số điện thoại em đi đã ghi ở dưới màn hình đây rồi, em đi sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh nhá. Đúng không ạ? Bác anh Vinh thì mới chốt cho em đi ngay buổi chiều hôm nay thôi, chốt cọc 30 triệu rồi. Một chiếc xe Kia Morning màu vàng bơ, và chờ đến tầm chục hôm nữa em rút hồ sơ xong thì em sẽ ship vào giấy cho anh đấy. Nên là các bác yên tâm luôn. Em Ly cũng mới, đúng không ạ, mới quay video xong một chiếc xe i10 sedan 2 đầu cho chị Thanh ở trong quê hương, chị thì ở người Nam Định đấy, nhưng mà vợ chồng thì làm ăn sinh sống ở Cái Bè, nên là đã chốt với em Ly một chiếc i10 rồi, và ngay buổi chiều hôm nay em Ly cũng đã giao xe cho anh chị rồi đấy. Hiện tại bây giờ thì nếu mà các bác ở trong khu vực ở trong miền Nam ấy thì cứ yên tâm luôn, em Ly ship rất nhiều luôn các nhá, em đi ship rất nhiều luôn, ngày nào cũng có xe phục vụ các bác, nên là cứ yên tâm. Các bác vào xem nay thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nào, đừng để tụt view nhá. Trời ơi các bác ơi, đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đây, quay CX này hay quay Orlando là i10 sedan 2 đầu này, rồi Kia Sport S thì em đi quá nhiều luôn. Đây, Sport S 5 chỗ gầm cao dành cho bác nào mà muốn mua xe xịn sò, đúng ạ. Em đi đang có một siêu phẩm Sport S 2011 nhá. Em này là đời 2011. Đấy, có trang bị ghế chỉnh điện này, và mỗi bảng ghế phía sau thì đều có màn hình cảm ứng luôn. Một dòng xe SUV 5 chỗ gầm cao bao đẹp luôn, đến từ thương hiệu Kia. Đấy, chiếc Sport S này thì em đi đang chào bán với mức giá là 430 triệu đồng nhá. 430 triệu đồng, số tự động. Đấy, máy xăng, em này là phiên bản máy xăng nhá. Đèn bi cầu, cam hành trình, màn hình cam đùi đầy đủ rồi, màu đen đẹp. Đấy, bác nào mà đang quan tâm và tìm mua thì cứ inbox em đi nhá. Chia sẻ mạnh lên, em đi sẽ dạ, tư vấn cho các bác. Em có nước chanh kìa. Thank you bác. Bên đấy rồi, anh em đánh về rồi. Tiếp theo này tiếp theo nha, em đi đang có thêm một siêu phẩm i10 sedan 2 đầu các bác nhìn này. Em i10 sedan 2 đầu này thì đời 2018 form mới rồi. Chiếc này thì em đi cho đi rút hồ sơ rồi, vì thực ra giai đoạn này gần cận Tết rồi, hồ sơ rút sẽ rất khó khăn. Nên là bác nào mà mua sớm nhá thì em đi sẽ rút hồ sơ này. Còn bác nào mua muộn thì hãy để sang năm rút hồ sơ cho nó nhanh nó kịp nhá. Đấy, 2018 số sàn, động cơ 1.2, em này là phiên bản sedan các bác nhá, sedan luôn này. Đấy, dòng xe này các bác có thể mua về chạy dịch vụ hay đóng vào Grab rất hợp lý luôn. La răng đúc, lốp láp mới luôn, sơn xi màu bạc, và với mức giá 299 triệu đồng nhá. 299 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm i10 sedan 2 đầu này rồi. Anh Chí Phạm ơi, CRV thì em đi mới về một siêu phẩm CRV 2014 này nhá. Số tự động, zin đét luôn, màu trắng. Đấy, màu trắng đẹp. Nếu mà anh quan tâm thì inbox em đi, em đi sẽ gửi cho anh một chiếc CRV 2014 lên form mới rồi. Nhìn nó đẹp lắm và nó zin từng con ốc một cơ. Anh Chí Phạm nhá, nếu mà anh thực sự quan tâm nó sẽ tự nhiên là bị tối nhỉ, bị mờ nhỉ. Nếu mà anh thực sự quan tâm ấy thì inbox em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho anh, đúng không ạ? Cruise 2016 form mới này các bác ơi.
Hiện tại Cruise bây giờ thì nhà em Ni đang có 3 chiếc nhá, 2016 form mới, màu trắng này 2 chiếc và màu vàng cát 1 chiếc luôn. Em này thì đời 2016 form mới rồi. Và bác nào mà đã thích mua về để chạy chạy dập đám hoa đúng không? Đó, dập cưới đấy và ăn hỏi á thì đi những dòng xe này cực kỳ là phê. Vì form dáng của nó cực kỳ là rộng. Đấy, và nó đẹp. Với mức giá hơn 300 triệu thôi, 335 triệu đồng là các bác có thể dinh ngay một siêu phẩm đấy, Cruise rồi. Đây các bác nhìn này. À, bác Lam, bá Lam Chu ơi, làm sao mẹ làm ăn chán bỏ mẹ đi nhở? Trời ơi, chả biết được là bác xem like lâu chưa, bác theo dõi lâu chưa. Mà bác lần đầu tiên em nhìn thấy cái link của bác mà bác lên bác livestream, bác phán một câu xanh dờn như thế thì không biết là em phật lòng gì bác nhỉ? Bác Lam Chu ơi, chả hiểu sao tự nhiên làm ăn chán bỏ mẹ lên được. Bác đã nhắn tin hay là bác cần em đi tư vấn gì chưa? Em đi quên bác hay là sao mà bác lại nói phũ phàng với em đi thế ạ? Đấy, bác Lam bá Chu nhá. Đấy, comment ngay lên để em đi xem nào. Không hiểu làm sao mà ảnh hưởng gì mà bác lại nói cái câu đấy, buồn quá. Đây, ASEAN 2011 nhập khẩu nguyên chiếc số tự động màu nâu vàng đẹp nhà em đi này, các bác nhìn này. Màu nâu vàng đẹp luôn, cụm đèn pha ốp mạ chrome sáng bóng hết rồi. Em này biển 20A, la răng đúc, phanh hai bánh trục bộ cứng, 4 cột lốp mới, xinh nhan trên gương. Đấy, tay nắm cửa ốp mạ chrome sáng hết rồi. Em này bác chủ có nên một bộ ghế da xịn sò đây nha. Màu nâu cà phê này, chân chỉ đỏ, đúng ạ. Đầu đài zin nguyên bản, xe khá là cứng và đẹp luôn. Và zin này các bác nhìn này, vô lăng nó đã mê rồi. Đúng, từ những cái kẽ này nó không hề có hiện tượng bị bong, bị bợt nhá. Đấy, logo thương hiệu còn bóng lừ luôn. Lên ghế da, sàn 5D rồi. Một chiếc xe ASEAN 2011 số tự động, động cơ 1.4. Em đi đang chào bán ở mức giá là 345 triệu đồng nha. 345 triệu đồng. Anh Hiếu Trung ơi, có con Cruise đỏ không nhỉ? Anh Hiếu Trung ơi, Cruise đỏ thì hiện tại bây giờ em đi lại không còn anh ơi, chỉ còn màu đen, màu trắng và màu nâu vàng nhá. Bác Hiếu Trung nhá, buồn quá đúng không? Bác hợp màu đỏ à? Màu đỏ hiện tại bây giờ thì em đi đang có Zio này. Em đi có Cerato và em đi có Mazda đấy, i10 và Hyundai Ion. Với tầm tiền bao nhiêu thì bác có thể lựa chọn một trong vài em nhé. 7 chỗ tiếp theo, Orlando 2017 bản Philip. À bản ạ, trời ơi, Orlando có bản Philip các bác ơi, chết cười đúng không? Orlando phiên bản số tự động, bản LTZ nha. Siêu phẩm luôn, một dòng xe 7 chỗ giờ chấm gọi là thấp nhất thì phân khúc các bác ạ. Động cơ 1.8 thôi thì như em này thì sẽ đi ăn, đi ngang ngửa đúng không ạ, ngang ngửa với vai ớt. Đấy, em này đi cực kỳ là phê, đầm chắc. Đấy, và xe thì ngồi rất cao nhá, nên là cái khoảng điểm mù của các bác ngồi trên xe nó cực kỳ là ít, nó hạn chế đúng không ạ, hạn chế luôn. Biển 90A, màu trắng đẹp, lốp láp các bác nhìn này, lốp láp còn khá là dày luôn đúng không ạ, ta lông dài ngoẵng, la răng 5 chấu to bản, gầm bệ sáng, sơn xi mỏng, xinh nhan trên gương. Một mẫu xe 7 chỗ form dáng đẹp. Đây các bác nhìn này, ghế chỉnh điện 4 hướng đúng không ạ, trang bị ghế chỉnh điện 4 hướng. Đấy, táp ly táp lô đẹp luôn, táp ly táp lô đẹp, những cái núm điều khiển nó vẫn còn sắc nét như này. Đèn auto rồi các bác nhá, có trang bị cam hành trình đầy đủ. Và trần là trần lý này, cửa sổ trời, ghế da hai màu. Em đi đang chào bán một siêu phẩm Orlando số tự động bản LTZ với mức giá 435 triệu. Đây các bác nhìn này. Đấy, đề nổ startup xin xò luôn. Vô lăng 2 chấu nha, 3 chấu, đấy, điều hòa auto. Có sưởi kính sấy kính trước sau. Một siêu phẩm Orlando 7 chỗ. Đây con nhìn ở phía dưới nha. Nếu mà phía dưới đấy thì có cả cửa gió điều hòa rồi, có cổng sạc 12V đúng không. Và em này con nhìn này, bộ ghế da này. Đấy, bộ ghế da hai màu. Khi mà hạ xuống thì sẽ được một cái gì ạ, chỗ nhá, nó rộng rãi như một cái giường di động luôn. Đấy, lên bác nào muốn mua xe này để về cho con đi chơi này, cực kỳ là hợp lý luôn. Rộng rãi thoải mái ở trên này, tha hồ mà nô các bác nhá. 2017 số tự động bản LTZ Orlando, em đi đang chào bán là 435 triệu đồng nhá. Tầm tiền bằng con Cruise à? Tầm tiền bằng con Cruise thì bác có thể đi Cerato được không anh trai ơi? Đấy, Cerato thì nhà em đi đang có một chiếc Cerato màu đỏ này, 2012 số tự động một chủ máy zin đúng không ạ? Số tự động một chủ máy zin nha, màu đỏ đẹp. Vô lăng 5 chấu này, à quên lại vô lăng. Đây, các bác nhìn này. Trời ơi giờ nói nhiều quá nó cứ loạn lên các bác nhìn này. Đây ạ. À, mặt đây là diện la răng. Đấy, 5 chấu kép, đẹp không? Các bác nhìn nó có phê không? Lốp láp còn khá mới luôn. Em này một chủ sử dụng từ mới nha. Một chủ sử dụng từ mới, máy zin. Đây.
xinh nhan trên gương, tay nắm cửa này, mở cửa bằng một nút chạm trên cánh cửa. Ok không ạ? Mở cửa bằng một nút chạm trên cánh cửa. Và em này thì ghế là ghế zin nguyên bản. Đấy, ốt đồ chạy chuẩn đây các bác ơi. 2012 chạy chuẩn 9.8, đúng không ạ? 2012 chạy chuẩn có 9.8 thôi. Vô lăng ba chấu túi khí đầy đủ rồi. Và chân là chân thì zin cửa sổ trời. Em này phiên bản hatchback nhá. Cerato thì phiên bản sedan thì sẽ không có cửa sổ trời, nhưng mà gì ạ? Phiên bản hatchback thì sẽ có cửa sổ trời, chân thì zin. Màn hình cảm ứng, cam hành chính, cam lùi đầy đủ rồi. Độ full đồ chơi. Em đi đang chào bán chiếc Cerato 2012 với mức giá là 365 triệu đồng. 365 triệu đồng nhá. Anh Chí Phạm ơi, CRV 2014 liên hệ em đi nhá, em đi sẽ gửi hình ảnh cho anh, đúng không ạ? Vì trước đấy thì anh Giai nhà em đang đi đá bóng giao lưu nên là đi mất rồi. Hiện tại thì đang không có ở chợ. Em sẽ gửi hình ảnh cho anh xem xe nhá. Chiếc CRV đấy thì cam kết luôn, các bác cứ đi check hãng thoải mái, ở đâu em đi chiều hết, vì nó quá là zin luôn nhá. 2014, CRV 2014 form mới màu trắng đẹp. Anh Chí Nguyễn nhá, anh Chí Phạm ơi, hoặc là để lại số điện thoại đi, sau buổi live em đi sẽ add Zalo, gửi cho anh tạm vài chiếc, để vài mẫu ảnh để bác tham khảo nhá. Anh Chí Phạm để lại số điện thoại đi, đúng không ạ? Innova 2010 giá chưa đến 300 triệu cho các bác này các bác ơi. Hiện tại thì em mới về một siêu phẩm Innova 2010 bản G xịn sò tư nhân không khoan nhá. Em này là gốc thủ đô, đúng không ạ? Em này là gốc thủ đô luôn này. Đây, màn hình cảm ứng có trang bị cam lùi, xe không khoan đục các nhá. Vô lăng 4 chấu đẹp luôn. Ghế da cao cấp thông hơi xịn sò, chân nỉ zin. Đấy, Innova bản G thì vẫn là 2010 thì nó vẫn lên đăng ký 8 chỗ ngồi rồi, nên các bác cứ yên tâm luôn. Vẫn lên 8 chỗ ngồi rồi. Đấy, đăng ký 8 chỗ luôn. Và kính đều là kính zin này. Kính đều là kính zin luôn. Em đi đang chào bán một siêu phẩm Innova này với mức giá 275 triệu thôi. 275 triệu đồng dành cho bác nào mà đang muốn mua xe về để chạy gia đình và chạy dịch vụ nha. Tiếp theo này, các bác còn đang cần và đang quan tâm những cái mẫu nào không thì cứ vào comment nào. Em đi sẽ tư vấn cho các bác nào. Em đi sẽ tư vấn cho các bác nhá. Và hiện tại đi ra đây chút xíu nào. Đấy, thấy hôm nay like khá yếu các bác ạ. Chỉ được có hơn 100 mắt thôi đây. 7 chỗ thì em đi còn siêu phẩm Kia Karen nữa đây này. Đây, và đồ nghề của em đây các bác nhìn này. Đấy, đồ nghề của em đi khi mà like và gì ạ? Với cái... dạo này giọng của em đi nó không được trau chuốt, nó không được thanh thoát như ngày xưa nữa rồi các bác ạ. Sau một năm live stream là bây giờ là đã học đã có vấn đề rồi, thì không biết được là còn được ở trên live với mọi người lâu không nữa. Nên là em đi sẽ không thể nói to được nhá, vẫn dịa chia sẻ với mọi người nhưng mà không thể nói to được nữa. Và dịa xin phép mọi người nhá, em đi làm một ngụm nước đấy để bắt đầu là lại chiến tiếp với mọi người nhá. Mọi người ơi, xem live thả tim thả like lên, đẩy view cho em đi. Đấy, các bác chính là những cái động lực mà hàng ngày mặc dù là họng đau, đấy, khó thở nhưng mà vẫn muốn lên livestream để phục vụ mọi người nhá. Nào, đẩy view mạnh cho em đi nào các bác ơi. Đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Rồi. Sau khi uống được một ngụm nước chanh thì bắt đầu là giọng nó lại có sức rồi. Đấy, nên là các bác cứ vào xem live thả tim đẩy view lên nào. Cerato hatchback có cửa trời à? Anh Lê Tiến ơi, nếu mà gì ạ? Cerato hay là Zio nhỉ? Zio đúng không ạ? Bác Lê Tiến nhắn tin thế là phải luôn, vì thực sự luôn là lắm lúc mà nói ra còn không nhớ cơ. Chính xác là dòng Zio nhá. Zio là dòng xe sedan thì sẽ không có cửa sổ trời, và dòng hatchback thì có cửa sổ trời. Cảm ơn bác Lê Tiến nhá. Đúng rồi đấy, em đi lắm lúc nói là quên. Thực sự luôn là phải có nhiều bác là xem xe này và có theo dõi em đi thì mới biết được rằng là em đi nói sai đúng nhá. Và em đi khuyến khích luôn các bác ơi, em đi lúc nào cũng vậy, khuyến khích các bác vào xem live, thấy em đi nói sai thì cứ comment mạnh lên đây để em đi học hỏi, đúng không ạ? Vì thực ra em là con gái mà, để mà cái tầm hiểu về, biết về nhiều về xe ấy thì sẽ không thể bằng các bác được, mặc dù là nhiều bác không hề là người bán hàng ô tô, không hề là một người làm trong lĩnh vực ô tô một chút xíu nào đâu, nhưng mà cực kỳ hiểu, cực kỳ am hiểu ô tô. Đấy, và em nghĩ là các bác trai ấy, hầu như ai cũng thế luôn.
rất am hiểu ô tô nhá. Em thì cũng mới làm được cho tầm 1 năm thôi, thì nên là chắc chắn là những cái kinh nghiệm và những cái nhiều cái em đi không thể biết được. Nên là rất mong là các bác là thấy em đi lên livestream nói sai cứ comment mạnh lên. Em đi vẫn là một người gì ạ, đang cần phải học hỏi nhiều, trau dồi thêm nhiều kiến thức nhá. Em cảm ơn bác Lê Tiến, đúng không ạ? Sai nhận sai, đúng không? Mình sai là mình phải nhận sai, đúng là mình sẽ phải theo cái quan điểm của mình. Và khi ở trên live thì em cũng rất mong là các bác là gì, ở trên live thì hãy gì trả lời hay là hãy nhắn tin nó văn minh lịch sự. Vì sao ạ? Vì đây livestream này là cái gì cuộc sống của em đi, cái để em đi có thể kiếm thêm thu nhập. Nên là khi em lên livestream là các bác đã có nhu cầu mua xe thì các bác mới vào xem xe, đúng không? Nên là gì ạ? Văn hóa livestream nó cực kỳ là gì ạ? Cần thiết đấy các bác nhá. Nên là em đi cũng rất muốn là lên livestream là phải vui vẻ này, và các bác hãy luôn luôn ủng hộ em đi nhá, đúng không ạ? Em đi thì chuyên mua bán ô tô cũ đã qua sử dụng, có địa chỉ tại cây xăng 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và cái dòng xe của em đi là chuyên về dòng xe ô tô con các bác nhá, 2 chỗ này, 5 chỗ, 7 chỗ và gì ạ, 4 chỗ đấy. Và nếu mà tìm hiểu thì chắc là chỉ dòng xe con thì em hiểu thôi, là em hiểu nhiều thôi. Còn rất rất nhiều các dòng xe khác mà em chưa hề va vào các bác ơi. Thực sự luôn, rất nhiều các dòng xe mà em chưa hề va vào. Lần đầu tiên mà bắt được xe về là đã phải gì ạ, tìm hiểu rồi khám phá rất nhiều luôn. Đấy, bây giờ xe nó nhiều hãng lắm, và mỗi một hãng nó lại còn bao nhiêu loại cơ. Đấy, nên là không thể hiểu hết được. Nên là các bác nào mà đã thực sự là hay xem livestream và hay gì ạ, theo dõi em đi nhá, thì hãy gì ạ, cùng em đi này chia sẻ kiến thức các bác nhá, ok không ạ? Chắc em đi sẽ xuống live đây. Hẹn gặp lại các bác vào 6:30 ngày mai, khung giờ livestream chính của em đi. Các bác hãy vào xem live này, thả tim nhá, thả tim thả like lên, và hãy nhớ là follow kênh ủng hộ em đi nhá. Hãy nhớ là follow kênh ủng hộ em đi để em đi có động lực hàng ngày lên livestream. Và mỗi khi các bác follow kênh thì em đi lên livestream thì các bác sẽ nhận được cái thông báo nhá, sẽ nhận được cái thông báo là em đi đang livestream rồi. Đấy, nên là rất dễ luôn, không phải tìm, chỉ việc ấn vào cái thông báo thôi là xong rồi nhá các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác vào 6:30 ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhá. Bye bye.